Xin chào tất cả mọi người nha. Cái nhà hôm nay thì mùa bắt tới rồi đó, thì nói chung là chiếc mặt sàn nhà mình nó rất sùm, cả nhà thấy xung quanh tiếng sóng đánh không cả nhà, nghĩa là mùa bắt mùa sóng gió tới rồi. Thì hôm nay thì mình không có món gì đặc biệt cả, thì mình sẽ có một ít cái sọng cả nhà. Thì ai là dân biển hay là những bạn nào đã từng ăn qua cái loại cá rất là ngon đúng không? Bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng với mình bắt đầu đi làm sạch cá này và mình nướng lên để mà mình chấm với muối ớt chanh hay là mình làm cái gì đó cho thật ngon cả nhà. Bây giờ đi làm thôi. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cá sòng mình nướng nha. Đó. Đây là loại tươi ở biển luôn, không có ướp một cái chất hóa học nào trơn cả nhà. Thì mình là ở biển nên cái gì nó cũng từ biển đem vô, vậy ta chỉ ướp đá thôi. Chừng nào mà lên trên xe thì cả nhà cũng hiểu ha. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cá sòng mình nướng nha.
mời cả nhà cùng thưởng thức với mình cái món cá sòng biển nha cả nhà. Đây là cá sòng mà họ đánh bắt ở ngoài khơi nha. Giờ ăn thôi cả nhà. Quá thơm. Mời cả nhà nha. Ủa cậu đâu? Trời ơi. Nó ngon cả nhà ơi. Cái thịt của nó mềm với lại ăn cho nó ngọt ngọt. Thêm này nữa. Đó luôn. Mời mọi người nha. Con bị mày đã. Quá tuyệt vời cả nhà, ngon. Cá sòng quá ngon luôn, cá sòng biển á. Mình không có bỏ một cái gia vị chân, mình nướng không lên nó cầu thịt ngọt chứ lại rất ngon luôn cả nhà. Chấm thêm cái muối ớt tiêu, ớt chanh. Điều sai chị không nhậu mấy cái gà đó. Đây là cá sòng rồi cả nhà, thấy không? Đó, đây là cái món cá sòng mình đã đem đi kho kèo rất là ngon nha. Những ai đã từng ăn cái món này rất là tuyệt vời, ăn cơm vô ngon lắm. Quá trời thơm mọi người.